sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng khu vực đồi chuối tại phường tân lợi và xã chư bua liên tục có các công trình xây dựng quy mô lớn có dấu hiệu vi phạm nhiều nơi người dân xẻ đất làm đường bê tông quán cà phê và dịch vụ lưu trú homestay lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột đã có chỉ đạo giao tổ xử lý vi phạm về đất đai trật tự xây dựng của thành phố cùng với chính quyền phường tân lợi và xã chư bua tiến hành kiểm tra kết quả bước đầu cho thấy các công trình này đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được cấp phép xây dựng tuy nhiên các chủ công trình đã tự ý mở rộng diện tích xây dựng mở đường bê tông xây kẻ móng đá học kiên cố ngoài phạm vi được cấp phép xây dựng tự ý mở đường bê tông lên đỉnh đồi xây dựng nhà sàn khuôn viên và nhiều hạng mục khác trái quy định gây bức xúc trong dư luận người dân cho rằng cần xử lý nghiêm các công trình vi phạm để tạo sự công bằng minh bạch trong vấn đề quản lý đất đai trật tự xây dựng tại khu vực này hiện tại ngành chức năng của thành phố và ủy ban nhân dân hai phường xã cho biết đang củng cố hồ sơ đề xuất xử lý vi phạm theo quy định